Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một sản phẩm, đó là tông đơn cắt tóc Gemme GM721 trắng, bán về giá là 10.000 đồng. Đây là cái sản phẩm mình vừa nhận được ngay trên tay, rất là nóng hổi. Giá 10.000 đồng trên Lazada. Đây, sản phẩm, các bạn xem. Đấy, tông đơn cắt tóc GM721 trắng mã này, giá là 10.000. Và tiền vận chuyển là 10.000 nữa, thế là 20.000 tất cả. Rồi, xem còn gì nữa. Mở hộp cái này ra này. Đây là cái chống sốc rồi. Ok, để đây cho đẹp. Đây, trong đầu chúng ta, đây là phía bên ngoài hộp. Gemme GM721, một vài thông số màu trắng. Đúng sản phẩm màu trắng luôn. Made in China. À, cho bạn xem xung quanh hộp sản phẩm tông đơ giá 10.000. Cái này hướng dẫn sao còn cắm điện. Rồi, không có giấy bảo hành rồi. Why? Tại sao? Rồi, đây là cái hộp để bôi trơn nếu mà bị khi tăng đơ bị giết. Còn đây là cái sạc tăng đơ. Đấy chị. Sao lại còn một cái gì nữa ấy? Nhưng mà chắc là bị thiếu hay sao ấy? Không biết đựng cái gì. Không biết. Tí nữa mình xem lại. Tí nữa vào trang chủ nó xem lại. Đây là cái này để nói chung cắt tóc xong nó hay bị dính tóc vào tăng đơ thì dùng cái này để kiểu ấy ra thôi. Đấy, tóc ra. Đây, sản phẩm của chúng ta. Bằng nhựa. Nhìn nó là bằng nhựa. Có là tem luôn này. Tem gì đây? Tem này là tem Gemme, tem chính hãng của sản xuất. Đó, tí lượng. Ôi. Chuẩn luôn là. Sạc luôn. Ngừng pin. Rất là mạnh. Có pin luôn. Ok. Rất là mạnh. Cắt tóc cho trẻ em, người lớn đều được, nhưng mà có mỗi kích cỡ thôi. Khá là buồn là có mỗi kích cỡ thôi. Đây không biết là mấy mm. À đây. Đây có chỉnh kích cỡ được đây, 0.8, 1.4, 2.0. Bình thường những cái tông cắt thì nó thay được cái này cơ. Thay được cái trắng trắng này. Hơi bị thiếu nhỉ, trắng trắng. Để đây sao? Có lẽ vậy. Ok. Như vậy là mình đã trên tay nhanh cái sản phẩm tông đơ giá 10.000. Các bạn cảm thấy video có ý kiến like và chia sẻ với bạn bè để cập nhật những video mới nhất của mình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tới. Wow. Tối nay về cắt đầu đinh luôn. Ok. Mình cắt đầu đinh luôn cho bạn xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tới. Bye bye.